Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm máy sắt gạo liên hoàn nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, model SN300R. Đây là hình dáng của chiếc máy sắt gạo nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu khái quát với các bạn. Đây là thùng để đựng thóc. Máy sẽ trà ra. Chấu thì sẽ được ra theo cửa chấu đây. Và gạo nếp sẽ xuống dưới và đi theo đường băng tải nên sau đó được sàng tạp chất đi ra bên ngoài này. Và gạo nếp sẽ được đưa xuống buồng sắt trắng. Và gạo trắng sẽ được ra đây, sàng tấm và sạn sẽ được đi theo đường này, và cám sẽ được đi theo đường ống, và tấm sẽ được nọc bên dưới này và đưa xuống dưới này. Đây là bộ điều khiển của máy. Công tắc này công tắc bật lên để cho cối lức, công tắc bật cho cối trắng, đồng hồ hiển thị ampe. Và đây là đèn báo hiệu. Đây là các nút điều chỉnh của cối sắt trắng. Tùy ứng theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì mình sẽ vận chỉnh theo đường này. Để biết khi nào mà gạo ra mà thấy đạt yêu cầu thì mình sẽ dừng lại. Và đây là nút điều khiển để cho mức độ gạo trắng xuống nhiều hay ít. Trên đây là có mục chú ý để khi chúng ta đọc để sử dụng máy. Dòng máy sắt gạo nhập khẩu chính hãng có hiển thị thông số của máy, năng suất của máy và đặc biệt là có thông tin của nhà cung cấp từ Hàn Quốc. Và trên máy có ghi chi tiết về những cách hướng dẫn sử dụng máy, từng bước chuẩn bị khởi động và sử dụng như thế nào và khi tắt máy như thế nào. Bây giờ chúng tôi sẽ sát trực tiếp cho các bạn xem chiếc máy SN300R này hoạt động như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta cấp điện. Hiện tại chúng ta đã cấp điện trong máy. Sau đó chúng ta bật CV lên. CV chạy và chúng ta bật tiếp CV thứ hai lên. Sau đó chúng ta sẽ bỏ đổ lúa vào. Chúng ta mở buồng của cối nước ra để xem cái nguyên lý hoạt động ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ mở nút để cho lúa xuống. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là tỷ lệ bóc nước đạt như thế nào rồi. Sau khi tràn nước xuống thì nước sẽ đưa lên trên này và tràn qua đây. Đây là tỷ lệ gạo nứt. Tạp chất sẽ đi ra theo đường này.
đây là gạo trắng sau khi chúng ta đã bóc qua nước và bóc qua gạo trắng. Và đây là gạo tấm. Và đây là chấu. Chéo bóc ra rất là sạch và đẹp nha các bạn. Và bên này là cám. Cám gạo đây nha các bạn. Vâng, như vậy tôi vừa test xong cho các bạn về máy sắt gạo SN300R. Đấy, nguyên liệu là lúa, bóc gạo nứt và bóc ra gạo trắng để ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên nhấn nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và đồng thời nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải một video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.